tại trụ sở Bộ Công Thương, chi bộ vụ thị trường châu Á, châu Phi, trực thuộc Đảng Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Phan Văn Bản, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, đại diện các cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Bộ Công Thương, toàn thể đảng viên trong chi bộ vụ Á Phi và một số đoàn viên ưu tú của vụ Á Phi. Chi bộ Á Phi nhiệm kỳ 2017-2020 được thành lập trên cơ sở sau khi sáp nhập ba đơn vị khác gồm vụ thị trường châu Á, Thái Bình Dương, vụ thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á và một phần của vụ hợp tác quốc tế cũ. Đơn vị thường xuyên có thay đổi về nhân sự do tính chất đặc thù trong liên quan đến công tác thị trường. Các cán bộ thường xuyên phải đi công tác nhiệm kỳ dài hạn tại nước ngoài. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể chi bộ vụ Á Phi đã nỗ lực triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm kỳ của chi bộ và toàn đơn vị. Công tác phát triển thị trường được chi bộ phối hợp triển khai rất nhiều hoạt động, góp phần phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang khu vực Á Phi một cách bền vững. Nhiệm kỳ 2020-2022, với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về chính sách và phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp của Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, các tổ chức kinh tế thương mại thuộc khu vực châu Á, châu Phi. Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần có kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục thực hiện một số phương hướng nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giới thiệu bồi dưỡng và kết nạp các quần chúng ưu tú vào đảng ngũ của Đảng. Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ vụ thị trường châu Á, châu Phi cho đại hội và đánh giá cao trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ vụ Á Phi đã hoàn thành tốt công tác sáp nhập và tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Đảng ủy Bộ Công Thương. Đây là thành tích đáng ghi nhận của tập thể chi ủy, chi bộ vụ Á Phi, góp phần tạo khối đoàn kết nhất trí trong vụ sau khi sáp nhập để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn lãnh đạo bộ giao. Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã bầu chi ủy, chi bộ vụ thị trường châu Á, châu Phi nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Hoàng Oanh, vụ trưởng, được bầu tiếp tục giữ chức bí thư chi bộ. Đồng chí Đỗ Quốc Hưng, phó vụ trưởng giữ chức phó bí thư chi bộ. Và đồng chí Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng Tây Á, châu Phi, giữ chức chi ủy viên. Đại hội cũng bầu 3 đồng chí là đại biểu chính thức và một đồng chí dự khuyết dự đại hội đại biểu Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.